xinh xắn duyên dáng, nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa. Ghê vậy? Ai làm em không tin? Thằng nào? Vậy có những người ta có bạn trai rồi mà người ta... Ừ, bạn trai rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Hồ Hoài Bảo, quê ở Bến Tre, năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì Bảo? Dạ em làm nhân viên kho anh, xuất nhập hàng kho anh. Em làm ở đâu Bảo? Làm việc ở đâu? Ở quận 6 anh Nguyễn Linh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang làm thu ngân ở một nhà hàng ạ. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang chị. Quê Tiền Giang, Bến Tre là sát bên nhau luôn. Ha, sát rạc à. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em là nấu ăn cũng khá ngon. Và em biết quan tâm người khác, thích làm người khác bất ngờ. Và có thể làm cho người khác trêu đùa cho người khác cười được. Hôm nay có chuẩn bị gì bất ngờ không? Quen hơi lâu thì em mới có thể bung lụa được. Trời ơi. Rồi đó là điểm mạnh, vậy còn điểm yếu là gì? Em hơi nóng tính, em hay càm ràm, nhưng mà ở chung hay này nọ kia em muốn là người ta cũng ngăn nắp giống em. Rồi cũng hơi khó tính ha. Bên kia bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, làm việc có trách nhiệm. Điểm yếu là giặt đồ thì từng giặt lần để nó hơi nhiều xíu. Trời em ghét cái đó cực kỳ luôn á chị. Để dục đại để cứ tuần làm lần vậy ha. Còn tật gì nữa không? Hình như có ngái xíu. Dễ thương mà. Mình định lập nghiệp ở thành phố luôn hay sao em? Dự định là lập nghiệp ở dưới quê chị. Đang phát triển tốt cũng lập nghiệp luôn thì về dưới quê. Tại vì nhà cũng có mình cha mẹ thì cũng muốn con ở gần cha mẹ. Nhưng mà lên đây thì tìm không khí, tìm cái gì gọi là cái tư tưởng, đi tìm tư tưởng á. Nếu mà được thì làm trên đây luôn. Mà tư tưởng được chưa? Em vẫn chưa thấy. Em có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là muốn đi về quê? Tùy nữa chị. Nếu mà ở đâu em có thể phát triển được thì em theo ở đó thôi. Nhưng mà bạn có nghĩ lúc nào bạn sẽ về quê giống như bạn bên Bến Tre này không? Dạ có anh. Gia đình em cũng là con một. Em nghĩ là không thể nào mà đi mà bỏ ba mẹ được. Cũng về quê luôn. Cũng xinh xắn duyên dáng, nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa chứ không phải là... Ghê vậy? Ai làm em không tin? Em quen một thời gian thì em biết ra là người ta lừa. Dạ. Người ta lừa cái gì? Vậy có những người người ta có bạn trai rồi mà người ta... Bạn trai rồi. Em run quá. Thằng đó kỳ lạ. Quen bạn trai giờ còn quen bạn gái nữa. Kỳ lạ, đúng là lừa. Dạ đúng quá, em nhầm là có bạn gái rồi. Vì một người mà em không tin cả triệu người. Còn em sao em? Trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình anh, mối tình đầu cũng như... Đừng có nói mối tình đầu, mối tình cuối nha. Tại sao chia tay? Quen nhau cũng lâu rồi, 4 năm. À, em cũng có dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, thương thật lòng. Bạn ấy cũng thương em thật lòng, nhưng mà hình như có dự định mà đi xin nói với em mà thôi kệ giờ em cứ đi đi, về. Chừng nào về thì anh dẫn ba mẹ anh tiến tới về để... Dạ. Nhưng mà thấy quen qua một thời gian là thấy im ru. Rồi không có gửi thư, không gọi điện gì luôn. Có về có gặp mặt rồi anh. Gặp có nói gì không? Không. Em gái, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Nếu mà nói về hình mẫu thì có Lee Min Ho hoặc là Sam Yong Ki. Nhưng mà em gặp một người, nói chung em không quan trọng ngoại hình lắm. Em hơi ngắn một xíu nên em muốn tìm người yêu khoảng trên 1m65. Người đó phải biết ăn mặc một chút, không phải quá chạy chuốt, nhưng mà nói chung là biết ăn mặc, biết sạch sẽ, tươm tóc, đừng có ở dơ quá. Tôm giặt ảm chỉ bên không? Kia là hơi ở dơ rồi đó. Cái đó có giặt là được rồi chị. Không, nhiều khi á, thường mà đồ mà để một tuần là kinh nghiệm, ví dụ để đó ngày thứ hai bộ đó, thứ ba bộ đó, thứ tư bộ đó, cái thứ năm móc là bộ thứ hai bận, móc là bộ thứ ba bận bảy rồi mới giặt. À vậy là em quan trọng là có giặt đồ. Có giặt đồ, còn anh giặt lần là ngon lắm. Có người mặc một tuần chưa thay được, nó chỉ là giặt. Rồi ngon rồi. Rồi vậy đó là ngoại hình, còn tính cách. Hài hước, làm cho em cười được. Mà đừng có nói chuyện vô duyên quá nha. Ví dụ? Cái này chắc phải tiếp xúc lâu dài mới biết là có vô duyên hay không. Mở miệng ra thấy là lắng nhắc liền ha. Dạ. Tính cách là phải
biết lễ phép, biết tôn trọng người lớn, thích trẻ con, quan tâm bạn gái, đặc biệt là đừng có vô tâm, hơi lãng mạn một chút xíu. Đó, còn sao bạn trai? Cao nhiêu? Cao ngon lành, bao cao. Tóc tai gọn gàng sạch sẽ không? Hơi bụi bụi chút xíu. Ăn mặc lịch sự không? Lịch sự nhưng mà hơi bụi bụi luôn. Cũng giống Hô Hô, Lê Minh Hô. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Bạn bên cạnh có hút thuốc không anh? Không em. Nhậu sao? Nhậu được không? Nhậu hay nhậu bao nhiêu cũng được nhưng mà đừng hút thuốc. À vậy hả? Ôi trời. Bạn nam thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào bạn trai? Trước giờ em cũng không biết mẫu người lý tưởng sao nữa, thường thấy nằm mơ á anh. Mơ luôn. Thì thấy cầm tay cô dâu mà đó giờ chưa biết mặt nên không, không biết mẫu sao. Có cầm tay cô dâu rồi? Có luôn. Có hôn không? Không, không thấy mặt rồi, thấy tới đó là giật mình nè. Nhưng mà giờ em muốn cái người em như thế nào, tưởng tượng thế nào? Bạn gái bên kia có chừng 1m50 trở lên. 1m4 được không? Cũng được. Được. Dễ thương. Da trắng được. Ăn mặc thì giờ thì em thì ở trên đây cũng dễ, mà miễn sao mà gặp gia đình người lớn thì biết cách ăn mặc kín đáo một xíu, còn bình thường thì em vô tư. Vô tư cũng được. Thôi cũng đừng quá hẳn hen quá. Nhưng mà em không thích bạn nữ mà tóc đỏ. Nhuộm tất cả các màu gì cũng được, đừng có màu đỏ. Sao vậy? Màu đỏ có hên mà. Sao? Đỏ tía. Cái gì màu đỏ? Nói sao em, chứ? Em thấy ở dưới quê, em thấy phụ nữ ai nhuộm màu gì em thấy cũng đẹp. Sao em không thích màu đỏ nữa lắm. Vậy chứ cái son màu đỏ em thích không? Đẹp. Hết hồn. Dễ thương lắm á thầy cô à. Sao ngồi em ẻo ẻo hoài vậy? Rung quá không biết làm gì. Chuẩn men không? Men thì. Men hả? Đã có nằm mơ thấy cô dâu rồi mà. Mà chưa có hôn, lát hôn được không? Được. Bây giờ nếu được nào tiến tới hôn nhân? Em thì cũng ai cũng 27, chắc tìm hiểu từ 5 cho tới 5 rưỡi. 27 hả? 27 hay 37, 17 gì? Trời ơi sao ông cà ẻo hoài vậy ông? Bây giờ hôn có mấy cách hôn biết không? Hôn có mấy kiểu? Thì cũng rồi. Sao có một kiểu vậy? Thì không sao. Từ môi không ra thôi cũng có một kiểu đó. Dạ em thấy thì cũng... Thì... mấy diễn tả sao chị? Tóc tai để kiểu gì ngộ vậy? Hói chè lại. Hói là hói. Nên kia tôi thích Hô Hô mà. Lê Minh Hô đây mình không có hô. Lê Minh Hói. Qua coi bạn gái sao? Chào gái Tiền Giang. Thấy nghe anh bên đây thấy sao? Chào, hiền quá. Anh hiền lắm. Anh ngồi anh cũng rung bệnh vậy đó. Hiền quá vậy sao làm em cười được? Trời ơi hiền mới cười đó. Bây giờ thấy mọi người cười anh không á chứ. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có nhiều người đâu. Đi hai người làm sao làm em cười? Nhiều đây cười được thì một người cũng cười được. Sao về Bến Tre làm dâu được không? Dạ cũng được. Cũng cho được. Cũng gần. Em có thích lãng mạn hả? Dạ có. Ngày sinh nhật của em anh ấy sẽ làm như thế nào để lãng mạn? Em thích là bất ngờ nhưng mà không cho em biết gì hết. Được rồi, để anh nói anh cho coi. Bữa nào em rủ cổ vô một nhà hàng sang trọng, chuẩn bị bánh kem nhỏ nhỏ thôi, nghe nhạc rồi cái hôm nay chúc mừng sinh nhật em, nhờ cái người nào dưới bếp bưng cái bánh kem vô xong rủ cái đi về. Bên kia phải mạnh dạn lên nha. Dạ. Bên kia hơi nhút nhát quá đó nha. Rồi hôm nay mình đi với người thân không em? Dạ em đi với chị ở chung phòng với là người bạn thân của em. Rồi em chào anh Quyền Ly, chào chị Cát Tường. Em qua chương trình thì nãy giờ thì em thấy anh này cũng dễ thương, hiền, có thể là biết quan tâm lo lắng cho bạn của em. Em thì theo quan điểm của em thì em cảm thấy là mỗi người có thể được nhưng mà tùy theo bạn của em nữa. Bạn gái kế bên có bạn gái kế bên có ý kiến luôn. Em thì có đi với hai người em họ với bạn của em. Em tên là Việt, em của anh Bảo. Bạn ở đây thấy cũng được á, xinh đẹp rồi. Bạn có vậy chứ anh Bảo anh ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm. Sao lên đây anh buồn vậy? Chắc anh ấy luôn á. Anh với bạn thì cũng hợp á. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Tạo sự bất ngờ đàng hoàng nha. Bất ngờ, lãng mạn, vui nha, cười nha. Cho anh hỏi em thấy anh sao? Có người gửi cho anh đó mà. Dạ. Em cảm ơn. Không, nhiều khi anh cũng muốn tạo bất ngờ đó. Gần cuối sách về luôn cho bất ngờ.
Anh thì ngoại hình thì nói chung là ok, nhưng mà em thấy là anh hiền quá. Anh tại đây đông khán giả quá, anh nói chuyện không có được. Thế anh cũng vui chưa? Cho anh nhận xét về em. Dạ. Nhìn thấy em dễ thương. Em cảm ơn. Em thường thích đi đâu nhất? Chỉ cần nếu mà thương nhau đi đâu em cũng thấy vui. Lãng nhưng mà em đó. Em thích đi xem phim. Em thích chỗ nào, biết chỗ nào lãng mạn không? Thấy ở quê em cũng nhiều chỗ lãng mạn. Ví dụ? Ông ơi biển. Hả? Quê có biển nữa hả? Dạ, Bến Tre có biển hả? À. Thích ngồi mà mấy cảnh sông mà ngắm mặt trời lặn á em. Dạ, em cũng thích như vậy. Ủa nhưng mà nếu mà hẹn hò phải chạy về tới quê ăn sao anh? Không có thì ấy. Cái đó là anh chỉ nói là ở dưới quê anh có nhiều cái vui á. Dạ. Còn trên đây có chỗ nào lãng mạn không? Chắc có nhiều à. Cuối tuần là anh rảnh, tất cả các ngày cái đó anh có thể dành cho em. Dạ. Còn em thì em thường rảnh chủ nhật. À. Dạ. Hay... Bấm nút gì? Rồi sau này lấy nhau ai quản lý tiền bạc? Bạn nữ. Quan điểm của em á là em không muốn người chồng của em phải đưa hết tiền cho em. Nói chung là em muốn nghĩ về thể diện của bạn nam. Em không quan trọng cái chuyện tiền bạc. Miễn đừng có lấy tiền đi bia ôm mà được. Đâu? Có đi bia ôm không? Là không rồi. Bia ôm là gì? Thì uống bia thì có người ngồi tiếp rót bia. Rót bia bình thường thôi. Rồi ai ôm ai? Không biết. Ủa vô đó là mình ôm người ta hay người ta ôm mình? Người ta ôm mình quá trời. Hả? Người ta ôm mình thì mình trả tiền cho người ta hả? Thì thường nghĩ là con trai hay đi bia ôm á. Nhưng mà theo em nghĩ là vô đó là ai ôm ai? Chắc là ảnh ôm người ta. Còn bên này thì nói người ta ôm mình. Nói chung là hai người ôm nhau. Bia ôm nó vậy đó. Có người này ôm người kia. Như bây giờ giải tỷ vậy, em ôm anh thì anh trả tiền em hay là anh ôm em là em trả tiền anh? Hai đứa hùng. Trời. Dễ thương lắm. Bây giờ chúng ta tự kiểm tra lại xem mình có bấm nút hay không. Bấm nút để chúng ta tiến tới một điều xa hơn nữa, chứ không phải là bấm nút để chơi đâu nha. Để cho em nói một câu được mà. Rồi nói. Rồi, đi nói đi. Anh thì cũng không hứa chắc là có thể đem lại cho em giàu có về vật chất, nhưng mà anh có thể ở bên em những khi em buồn. Dạ, là người đầu tiên cầm chai dầu đến cho em khi em bị đau. Ủng. Cái câu trên thì anh nghe nhiều lắm rồi, cái câu sau nó lạ lắm. Đem chai dầu đầu tiên, đem chai dầu không có bỏ nhỏ chỉ bụng à. Hay lắm. Câu này hay đó nha. Rồi, cố lên, suy nghĩ thật kỹ nha các nào. Bạn 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau. Nhớ luôn luôn trong túi phải thủ sẵn mấy chai dầu nha. Và anh sẽ là người đầu tiên đưa cái thẻ xem phim này cho em. Thẻ xem phim của Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Đẹp đôi, một gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax là một phần quà của Kumagon. Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm tay đi hai bạn, dẫn nhau đi hẹn hò, đi xem phim nha. Em không thích điều gì phụ nữ? Trang điểm hơi bị lố tí hả? Đập cái này được không? Vậy là lố chưa? Dễ thương quá. Có chai dầu không? Hả? Em đau bụng. Ngày mai các chàng trai của chúng ta sẽ mua dầu thủ trong bụng. Cái câu tỏ chứ. Tình kiểu này có bộ ăn hay à? Đó, hay đó, câu này hay à? Chất nó. Câu này tuyệt vời. Chúng ta có thể nói hàng ngàn hàng triệu ngôn tình, nhưng mà cái câu ngôn tình hôm nay hay nhất đó là chai dầu. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Ám à. Mời bạn nam.
Mời đi bạn. Bạn nữ. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào em gái bên kia bức màn. Và em chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ, em tên là Võ Vũ Khang. Em thì người Vĩnh Long. Em lên Sài Gòn được 3 năm rồi. Thì hiện tại công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em thì 27 rồi chị Tường ơi. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Triều Tiên, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giao dịch viên của phòng giao dịch Mobifone Long An. Mục đích của em đến đây ngày hôm nay là để tìm kiếm con rể cho ba má của em. Trời ơi, nhưng mà mình làm việc ở Long An luôn hả? Dạ, em sống và làm việc tại Long An. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự nhận thấy về bản thân mình đó thì em không có quá nổi trội. Nhưng mà để lặn lội tìm một người như em thì cũng hơi khó. Em nấu ăn ngon, em có khả năng tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Biết quan tâm, chia sẻ, đặc biệt là hát cũng hay. Nhưng mà nếu mà nhiều tài năng như vậy, tại sao mình ế? Chắc tại vì cái nhược điểm của em là hơi kỹ tính với lại khó tính đó chị. Nên đôi khi hay nóng tính. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Do đặc thù công việc của em là em làm bên kinh doanh đó anh. Cho nên em quyết định một cái vấn đề thì em cân nhắc rất là kỹ. Và một khi em quyết định em cực kỳ dứt khoát. Cho dù cái quyết định đó là sai lầm thì em cũng không có quyết định lại. Và em sẽ xem như là một cái chi phí để trả cho việc quyết định sai lầm của em. Nhưng nếu như nó là một sai lầm quá lớn, một cái hậu quả quá lớn thì sao? Có những cái thì mình cần tôn trọng ý kiến của mình. Và nó làm những cái như vậy để mà sau này mình quyết định những cái sau này nữa thì mình sẽ rút ngắn được những cái sai lầm của mình. Chứ hôm nay mình quyết định sai rồi, ngày mai mình lại quyết định lại, sai rồi quyết định lại nữa thì giống như bắt cóc bỏ dĩa như vậy. Mình không có cái tư duy nghiêm túc cho cái lối hành xử của mình. Rồi. Còn những cái gì mà thuộc về khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì gần như là em không biết lãng mạn, em không biết nói những câu ngôn tình anh. Đâu có cần phải ngôn tình như anh hồi nãy, chỉ cần chơi dầu thôi. Có thể đó là một cái câu mà rất là thật, chất phát, nhưng nó đi vào lòng người em à. Dạ. Không cần ngôn tình, đây chúng ta nói gì bằng trái tim của mình. Không có cần phải ngôn tình nhiều lắm. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu về đường tình của mình ha. Bạn gái em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi chị. Một mối tình ở thời sinh viên và một mối tình thì cách đây cũng hơn 1 năm rồi chị. Rồi 1 năm nay là chưa thấy ai dạ, được hết. Dạ, 1 năm nay thì chưa. Rồi bạn trai em trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường em thì nó cũng không có gì ghê gớm đâu chị. Nó cũng trải qua chỉ 2 mối tình thôi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai mà em thích đó thì về ngoại hình thì cao khoảng 1m68 trở lên. Người hơi tròn tròn tí để ôm cho nó thích. Gương mặt thì dễ nhìn, dễ mến là được rồi, đừng có đẹp trai. Đẹp trai giữ mệt lắm. Trời, còn gì phải giữ, người ta giữ mình chứ em. Con trai hay lăng nhăng hơn á chị. Đẹp trai là lăng nhăng hả? Dạ, xấu cũng là vậy đó em, cái máu lăng nhăng là lăng nhăng hả? Đúng rồi, có nhiều người xấu lăng nhăng dữ lắm em ơi. Tính tình thì hiền lành, tốt bụng, có trách nhiệm, quan tâm đối với gia đình, biết lo làm ăn, biết quan tâm, chia sẻ, có một chút lãng mạn thì càng tốt. Bên kia không có lãng mạn, không biết nói ngôn tình. Không có cần phải nói những lời ngọt ngào quá, nhưng mà lâu lâu hay tạo sự bất ngờ cho người yêu của mình thì điều đó rất là tốt. Được không em? Dạ được chị. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu cô gái đưa ra? Bao nhiêu phần trăm? Về chiều cao thì em bo luôn cho bạn 2cm. Còn về cân nặng thì em nghĩ là em ổn. Ổn rồi. Còn tất cả những vấn đề khác thì em nghĩ nó không thành vấn đề. Rồi còn em yêu cầu như thế nào? Đơn giản thôi anh, em tìm một bạn gái thì cái điều kiện cần trước tiên phải là con gái chính hiệu cơ đây. Bạn yên tâm điều đó. Dạ. Cái thứ hai là chắc chắn là 100% là chuẩn nữ. Trời ơi trời. Rồi gì nữa bạn? Dạ, cái điều kiện em cần nhiều luôn á chị, là trong cái lối sống á, là mình phải hiếu đạo với gia đình cái đó. Còn thứ hai nữa thì cao ngoại hình ngoại nhìn chừng 1m6 cho lên thì em nghĩ ổn rồi, không có 1m6 thì thấp xíu cũng chả sao, bởi vì em cao rồi cho nên em nghĩ là ổn. Em không thích điều gì phụ nữ? Dạ, trang điểm hơi bị lố tí anh, tức là hơi đậm quá đúng không? Dạ đúng rồi. Đậm cái này được không? Vậy là lố chưa? Dạ chưa lố. Chưa lố hả? Chứ sao mới lố? Lố là cái mong của chị nó phải dễ trên đầu, cái mắt phải dễ vậy. Ai đâu mà khùng mới dễ vậy, cái mắt đâu mà dễ vậy, môi đâu dễ vậy. Có vẻ là hơi gia trưởng đúng không?
Dạ không chị, em người miền Tây, em không gia trưởng đâu. Miền Tây gia trưởng mà sao thấy tùm lum yêu cầu hết trơn trời. Dạ thì mọi người hỏi em yêu cầu như thế nào thì em liệt kê đó thôi, chứ em đâu có nghĩ rằng là phải 100% theo yêu cầu của em đâu. Cái đó là còn điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Lỡ rồi nói dạ, luôn đi. Còn một cái nhiều cái không thích nữa ta. Là cái gì ta? À, xăm mình. Bây giờ nếu mà cảm thấy hợp lý hết thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Năm nay em cũng 27 tuổi rồi thì kế hoạch của em thì nó tầm kết hôn ở giai đoạn từ 28 đến 30. Mình cưới xong về mình định lập nghiệp ở đâu? Em thì em sinh ra lớn lên tốt nghiệp đều ở Vĩnh Long hết và em đi làm ở Sài Gòn. Mà khi mà em khởi nghiệp thì chắc là em về quê em. Về Vĩnh Long? Dạ đúng rồi. Vĩnh Long em ở chỗ nào? Em ở huyện Trà Ôn. Rồi vậy là có làm dâu không hay là mình ở riêng? Dạ cái việc làm dâu thì em nghĩ là nó không bắt buộc, nhưng mà em nghĩ là người vợ em ít nhiều gì cũng nên làm dâu. Cái việc làm dâu em định nghĩa ở đây không phải là làm dâu về để phục vụ cho mẹ em, nhưng mà làm dâu để biết được cái cách làm dâu như thế nào, sau này còn dạy cho con cái mà sau này nó làm dâu và hiểu được cái tình cảm, cái cảnh làm dâu như vậy, thì sau này lỡ có con trai có dâu thì thông cảm cho con dâu nhiều hơn, để hai vợ chồng là hai mẹ con á sống với nhau nó dung hòa hơn. Trời ơi, cho nên em nghĩ là người vợ em nên làm dâu. Thấy làm vợ em là cũng đã mệt rồi đó, làm dâu nữa chắc mệt nữa. Một chàng trai. Của này nó kinh doanh về nghề gì ạ? Suy nghĩ rất dạ, sâu sắc. Em là nhân viên của công ty khóa Việt Tiệp anh. Khóa mà chắc lắm rồi nha. Chắc chắn. Để qua anh xem lập bên đàn gái thế nào. Lập luận rất ổn định. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe chàng trai nói đó em tưởng tượng thế nào? Em thấy anh là một người rất là sâu sắc, có hiểu biết, có trình độ. Em nghĩ em cũng thích cái mẫu người giống như vậy. Thích mẫu người như vậy. Cái chuyện anh nói anh phải có làm dâu luôn đó. Dạ em không có khe vấn đề đó, em tự tin. Có thể về Vĩnh Long làm dâu đúng không? Dạ vâng. Rồi về ổn rồi. Người nào cũng lập luận rất rõ ràng. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ em có đi với mẹ với lại chị. À có mẹ với chị hả? Trời, cho chị gặp mẹ em ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả. Đây là mẹ của bé Tiên. Theo mẹ nhận thấy mà cháu bên này là cũng được, cũng lịch sự, cũng đẹp trai. Dạ. Nhưng cũng thấy cũng chín chắn. Còn về phần bé Tiên ấy con. Dạ. Nó thì mặc dầu nó là con một nhưng mà nó rất là giỏi, biết tự lập từ nhỏ đó. Là ngoan, biết làm ăn, biết tính toán làm ăn. Dạ. Cô theo con nghĩ là trước đây là tụi con nếu mà có đăng ký cái chương trình này á thì cũng đợi chờ lâu lắm đúng không? Dạ thì đúng rồi. Con nghĩ thì hai đứa nên cho nhau cơ hội. Thôi vậy đi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Vậy đi. Rồi, em đi với ai? Gia đình em ở quê bận á, cho nên không lên được và nhà em cũng đơn chiếc. Cho nên em đi với những người bạn của em. Những người bạn này thì chơi chung với em phần lớn là cũng hơn 5 năm rồi. Rồi. Cho nên em nghĩ là ít nhiều cũng hiểu con người của em. Rồi, mời bạn. Mời bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Minh, là đồng nghiệp cũ với lại anh Khang đây. Thì về anh Khang á, thì về ngoại giao, về cái bên ngoài của anh, về kiến thức thì anh rất là ok. Thì về bạn nữ bên này anh Khang, thì khi bước vào là em đánh giá bạn rất là đúng theo cái chuẩn mà anh em mình ở nhà có trao đổi, là chuẩn người có trao đổi trước luôn hả? Dạ, có trao đổi ở nhà trước, đó là người phụ nữ Á Đông. Thì nếu được thì hai bạn có thể là cho nhau khoảng thời gian thêm nữa để mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ kéo màn lên, không gian này là của các bạn. Dạ. Các bạn có thời gian là 2 phút, kéo màn. Mời hai bạn. Anh có bó hoa gửi em. Dạ em cảm ơn. Còn đây là quà của sếp anh. Thì thật ra cái ổ khóa này mình nhìn nó đơn giản thôi em, mà trái tim với lại hai con yên gương thôi, nhưng mà cái thông điệp của nó ghê gớm lắm, sâu xa lắm. Thì cái ổ khóa này cái thông điệp nó là khi mà mình xác định mối quan hệ với nhau á thì nó sẽ khóa chúng ta lại để một trong hai chúng ta khỏi phải bước ra cuộc tình này và ngăn cho người thứ ba nhảy vào luôn. Cho nên nó mang tính bền vững. Anh gửi em. Em hy vọng em có thể cùng anh sử dụng cái khóa này ở một cái chiếc cầu ở ngoài Đà Nẵng, gọi là cầu khóa tình yêu. Em thì công việc của em giờ giấc nó như thế nào? Hiện tại thì em sẽ làm theo ca. Một tuần thì em làm ca sáng, một tuần làm ca chiều. Một tuần và ca sáng, công việc tuần ca có thể tự sắp xếp thời gian được. Anh thì nó cũng giờ hành chính thôi.
Mà thỉnh thoảng thì anh hay đi công tác. À, nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ hẹn ở đâu ha? Tại vì cũng hơi xa đó. Long An, em ở huyện nào ta? Em ở huyện Đức Huệ. Đức Huệ, anh biết Đức Hòa. À, cũng cách Sài Gòn khoảng 60 cây á anh. Đức Huệ là vùng nước phèn nhiều đó, trồng chanh không đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chanh Đức Huệ thơm lắm. Được không? 60 cây rồi mình gặp nhau được tuần mấy lần? Ờ, 60 cây thì sao ta? Nó cũng không phải là xa lắm đâu. Cái mục tiêu đặt ra là mình sẽ tối ưu hóa cái thời gian để mình sắp xếp mình gặp nhau thôi. À, thì cái dự định của anh trong tương lai là sẽ về quê đúng không ạ? Nếu mà khởi nghiệp anh sẽ về quê. Thì trong bao lâu thì anh sẽ hướng về quê? Thật ra thì anh dự định là anh kết hôn rồi anh mới về quê. Tức là anh kết hôn rồi thì anh mới khởi nghiệp. Để có người giữ tiền cái đó chứ nếu không thì anh xài hết. Vậy anh có chuẩn bị gì cho tương lai chưa? Anh hả? Cho việc lập gia đình á. Chuẩn bị cái đầu rồi. Rồi. Nãy giờ là coi như thấy Đức Huệ với Vĩnh Long xa quá cho nói thoải mái luôn á. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là phút giây lắng động để suy nghĩ xem thật sự từ nãy đến giờ trái tim của mình có rung động hay chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Hai người đã nhấn nút hẹn hò. Thấy cô Duy cũng hồi hộp phải cô hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Hy vọng rằng những gì các bạn chia sẻ ở đây nó là sự thật và nó sẽ tiến đến hôn nhân một ngày sớm nhất. Rồi, đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần quà của Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Và đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, dùng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đó, đi ra Đà Nẵng cái chỗ gì mà cầu hóa gì đó là sẵn chụp hình cưới ở ngoài luôn. Ok, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Được chưa? Ok ha. Bây giờ mời hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình, nói lớn, to, rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời anh trai. Em xin chào chị và chào cô em bị ẵng bên kia và chào anh ở đây. Em tên là Lê Vân Sang, hiện tại đang ở phường Nam quận 8, buôn bán quán cà phê giỏng. Là quán đó là mình đi làm cho người ta. Không, quán tự chủ tự làm. Quán tự làm tự bưng luôn. Dạ. Rồi quê quán em là ở đâu? Em sinh ở Sài Gòn. Năm nay bao nhiêu tuổi? 40 rồi. 40 tuổi? Dạ. Tới em gái giới thiệu về mình một xíu. Em tên là Ngọc Thà. Em hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mẹ em có một mình em là con một. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là thích làm đẹp, thích hài hước. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Em nóng hùng đùng vậy chứ qua ngày mai là quên hết. Điểm yếu của em cũng là mau quên. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mê âm nhạc, thích đưa bạn gái đi chơi và những nơi bạn gái chưa biết đến, thích đưa bạn gái đưa nơi mới lạ cho bạn gái mình thưởng thức món ăn vừa nhỉ. Nó đi du lịch hay đi chụp hình nữa đó. Còn điểm yếu của em là hơi biết nhậu, cà phê không uống, cờ bạc không có chơi, chỉ có vậy. Hay quá vợ, bán quán cà phê mà cà phê không biết uống luôn. Mà cái lúc mà bán thì mấy cô bác chỉ pha, rồi pha rồi bán. Rồi lúc đó mình không biết ngon dở, khách vô ngồi uống. Cái lúc khách uống xong rồi hỏi, thưa bác, cà phê con mới hay chưa, uống cảm thấy được không? Bánh đó, ok con, rồi được là mình sẽ làm tới luôn. À. Còn không được mình sẽ pha chế lợi, như vậy. Nhưng mà rồi nãy giờ nghe toàn là đưa bạn gái đi chơi nè, ăn ngon rồi đi du lịch nè. Rồi tình hình kinh tế mình sao mà sao tính chuyện thấy sướng quá vậy? Nếu mà có ít thì đi ít, có nhiều đi nhiều sướng, ví dụ như vậy. Rồi cái việc kinh doanh của mình rồi có đi là cũng không ảnh hưởng hả? Em đi là đóng cửa hả? Hay là đi có ai coi giùm? Mình quán, mình bán, mình thích, mình đóng, mình thích thôi. Đâu có làm phụ người ta đâu. Rồi, ok. Nhưng mà em lấy vợ về rồi em có cho vợ em tiếp tục công việc của mình? Nếu mà lấy vợ về cho vợ buôn bán quán luôn, em đi làm kiếm thêm cái gì đó, kiếm thêm, ví dụ như vậy. Còn ví dụ như vợ muốn vẫn đang làm cái công việc của vợ mà đang tốt rồi, vợ vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó. Cái đó theo ý vợ muốn thích gì thì chịu đó thôi. Rồi tình duyên thì sao nè? Về tình duyên em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua một mối tình chính thức và cũng có yêu đơn phương vài mối. Rồi đơn phương tới vài mối lần hả em? Rồi cái mối tình chính thức là được bao lâu? Dạ 9 tháng. Bạn đó
không siêng năng làm việc á, làm một tháng nghỉ 3 tháng nên em không thích. Được rồi, làm gì mà làm tháng nghỉ 3 tháng? Dạ làm xây dựng đồ thôi. Rồi còn em, tình trường sao? Vừa làm gặp muốn ngó y, tiếng người đương sao chưa thành câu, với hoài không được thành câu cái gì hoài luôn. Tặng quen không có thật lòng mà quen tặng là tiền. Lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, đeo vàng nhiều mà quen đằng vàng không quen người. Quen một hai bữa cái cho mượn 2 triệu đi, mới quen hai bữa mượn tiền nó thì không được rồi, cứ vậy thôi mà giờ ai biết em đeo vàng chứ cho nhiều không có mới đi. Mới đeo, bây giờ không đeo sợ, bây giờ đi gửi ngân hàng không muốn đeo nữa, chứ là em tuổi em lớn á, giờ quen khó luôn á. Mà từ xưa giờ là chưa một mối tình nào mà chính thức luôn, luôn không có luôn. Tự nhiên quen nhau cứ tình cảm nó dịu bạc thôi. Hà là em thích gì anh ra mua tặng bất ngờ cho em mà em có hay tặng không? Nếu mà mình chắc quen... là có làm sao em, người ta không thấy em là dư tiền hoặc là dễ dãi người ta mới tại vì buồn. Tại vì em lúc mà em quen trên mạng Zalo á, là em đem đeo vàng nhiều lắm, giờ chẳng còn Zalo, chẳng còn đeo vàng nhiều lắm, em mê vàng lắm, lãnh luôn là mua vàng hết trơn rồi đeo à, cho nên bây giờ không dám đeo nữa. Bây giờ mà được nhiều vàng không? Cây hai cây à. Hai cây đeo hết người luôn, đeo hết luôn hèn chi, bởi vậy người ta mượn là phải rồi. Bởi vậy giờ khó kiếm. Khó gì, nhưng mà em có phải là người ga lăng lịch thiệp không? Em quen có hay tặng quà tặng đồ, có đưa người ta đi ăn đi uống đồ này kia? Cái đó là ok, ga lăng ok, đi chơi đi đâu đó mình không quen bật gì đó có, với lại ăn nhậu nữa, em có ăn nhậu cũng được, em ăn nhậu cũng được. Lúc quen nhau ví dụ như ăn nhậu tụi ba tụi bảy ăn cũng thích nữa. Nhưng có khi nào bị rồi có cho ai mượn chưa, có bị lừa lần nào chưa? 40 mấy triệu chị không mà mượn mà lấy luôn, gạt lấy luôn 40 triệu, gạt luôn 40 triệu gạt luôn. Là gạt sao? Là lúc mà chưa Tết, là cách đây cũng mới tháng 7, tháng 8 gì đó, là em quen trên mạng Zalo, trên mạng lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, sau đó dắt đi ăn ốc lần đầu tiên là em đeo vàng là rất là nhiều, sau đó rồi cái cô ta gặp xong rồi cô ta cái ăn cắp xong cái em về nhà, sau cô ta nhắn tin nói là anh ơi cho mượn 2 triệu. Giờ em nói kiểu này chắc không quen rồi, mới vừa quen rồi mượn tiền rồi. Rồi cái là mình nghĩ là thôi bây giờ anh không quen em nữa, thôi mình chỉ là bạn bình thường thôi. Tới sáng ngày mai nấu cơm xong rồi cái nấu ăn nó cái sao nói anh làm gì, nó đâu phải nấu ăn gì ngon cho mang với, anh nghĩ là nếu mà không quen nữa mình chỉ là bạn, mình chắc nhà ăn cơm gì bình thường. Lúc đó là qua chở các bạn qua ăn cơm thì lúc mà đi là cũng sợ, mình tháo nhẫn ra với một cái lắc bỏ vô cái hộp. Ăn cơm xong rồi các bạn gái nó ăn cơm tanh, nó mua chân cơm, nghĩ là tự nhà đi vô bãi mua chân cơm, các bạn bỏ xe nhà luôn và mua cây chân cơm vô, cái nó không phải chân cơm này, mua lô hôm nay á, rồi ra đổi lòng cái nó giờ xong rồi người đó mất tiêu, lấy nhẫn em trong cái thùng chứ lấy xe bỏ cái nhẫn em sáng nãy em đi đón là lấy nhẫn một cây 40 mấy triệu à. Mà chiếc xe thì còn nguyên, chiếc xe còn, lấy nhẫn thôi chứ lấy xe sợ đi báo công an đó. Số em bị không có, không biết ta ở đâu luôn, không kiếm không tại quen trên mạng mới 1-2 ngày dắt nhà ăn cơm rồi dắt nhà biết ta ở đâu mà dắt. Cô có đẹp không? Đẹp đó, mê gái đẹp mới bị đi chưa. Rút kinh nghiệm ra được cái gì chưa? Nói chung là số em không vợ quen chừng sao á, gặp gì đâu không à. Nói chung là cũng mình nữa, tum tấp ai biểu thấy gái đẹp phải tìm hiểu nhà cửa đồ ta ở đâu. Về nhà mình thanh niên mình dắt nhà ăn cơm chuyện bình thường đâu sao đâu. Nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, đây nè. Nghĩ ăn cơm về nhà cũng có ý đồ làm gì không, đây không, nè. Ăn cơm bởi vậy mai cơm chưa bắt chiếc xe nữa nha. Mà em nghe câu chuyện bạn trai kể thì em cảm nhận như thế nào? Mấy bạn đó chỉ là lừa dối thôi. Em thì không có đẹp, nhưng mà hồi trước em có chia tay bạn nam thì bạn đó có gửi em tiền giống như là dành từ từ hai đứa làm đám cưới. Nhưng mà chia tay em trả lại hết cho bạn đó. Đúng là những người đó người ta có cái máu sẵn rồi, chủ đích là người ta muốn lừa gạt, người ta mới như vậy. Nếu còn thực sự mối quan hệ yêu đương mà bình thường để tìm hiểu nhau rồi đến lúc không hợp thì chia tay thì chẳng, những cái đó đâu có đáng bao nhiêu đâu, rồi ăn rồi cũng hết, đúng không em? Mình sống mình còn cái hậu vận mình sau này nữa. Coi như là em xui đó, em gặp đúng. Vì còn thêm một lần nữa giờ mượn thêm nữa, mượn nữa, mượn năm mới quen xong rồi mà rồi đầu mượn 2 triệu nó mẹ em bệnh gì đó, bây giờ em mẹ em bệnh đúng không? Em làm đâu nổi, em nghỉ xin nghỉ đi, nghỉ tuần đi, anh giấy đưa em về quê. Vừa em mượn 2 triệu không, bây giờ anh không đưa 2 triệu mà đưa 10 triệu luôn, nó mẹ xin cưới luôn được không? Trời nói đến tắt gọn bây giờ cho mượn 2 triệu không nói nhiều, mẹ đâu bệnh đâu, nó mẹ bệnh lấy mượn tiền của em nói gì. Cái con số 2 triệu này nó mệt mỏi, bố em có mượn 3 triệu nha, em đừng mượn 2 triệu nha cưng nha. Trải qua nhiều vấn đề như vậy thì giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Sống thật lòng, tóc dài, nó nhỏ nhẹ và tư cách nó như là không ăn nhậu, không có xăm mình này kia rồi, anh thích những gái gì đó. Nhuộm tóc đồ được không? Nhuộm màu mèo quá cũng không được, bình thường nó đẹp quá đẹp, không cần thấy cần không làm cũng đẹp. Màu đen ta thích, giờ okay. Mặc đồ hở hang xíu được không, sexy chút được không? Bạn gái mình thích thì mình cũng chịu sao giờ. Dạ. Rồi về ngoại hình thì em thích người sao? Vừa người thôi, tóc dài, không cần ốm mập, vừa người.
tóc ví dài. Ví dụ như mập một chút được không? Không không được, ốm ốm vừa vừa người thôi, vừa rồi cũng mập quá. 40 mà người ta có 23 à, lớn hơn người ta tới mười mấy tuổi. Bởi vậy lớn nhiều quá, nhỏ sợ trưởng thành không biết có được kết quả không. Thì em phải chăm sóc người ta, mình đã lớn rồi. Mình phải là che chở bảo vệ cho người ta chứ. Nếu mà được cho ở nhà bán quán luôn em làm lo được. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em là xuyên, biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, người hơi tròn và cao hơn em xíu. Em thấy mập dễ ôm. À thấy chưa, người ta thích người hơi tròn kìa, mập dễ ôm mà đúng không? Còn tròn chút được mà. Đâu sao đâu. Hai đứa rủ nhau đi tập thể hình, có ai chê em mập không? Có chứ, đi chơi nhiều lúc lâu cái gặp bạn bè nó chợ xong tướng con bự mập nó người khác. Nhà này có tập thể dục gì không? Không. Rồi bây giờ có bạn gái tròn tròn, hai đứa rủ nhau đi tập thể dục được không? Tại em đó, em cứ lo em bề ngoài không mà em cứ mê gái đẹp không, bởi vì nó mới gạt em. Người ta kiếm một cái người bình thường thôi ha, nhưng mà người ta chân thành với mình, người ta lo cho mình, ta vun vén gia đình không chịu, cứ ho lo mê trai đẹp bởi vì bị gạt. Đúng rồi. Bây giờ có hình ảnh gì không nè? Trời ơi, đó, hai chàng trai này em lựa một chàng. Hai cô gái đó em lựa một cô. Ai? Tròn tròn. Này. À sao em nghĩ cô đó? Nãy nghe tuổi 23 tuổi là mình nghĩ là chắc trẻ trung hơn cô này. Chịu đó đi để coi phải không? Ở đây, chọn anh nào? Dạ em nghĩ là bạn này ạ. Tại sao chọn bạn đó? Bạn đó hơi lớn tuổi, nhờ người hơi tròn. À rồi, người ta rất là logic ha. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cánh cửa trái tim này Tường sẽ mở ra nha. Xem cái cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta là đúng hay không. Hồi nãy giờ người ta đã nói là tròn rồi mà còn chỉ vô cô ấm nhất. Trước khi mở quà em có một bức thư em gửi anh từ chương trình tới giờ. Rồi em đọc lên thử coi. Sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái. Trời ơi, đọc cho. Trời ơi. Gửi anh, sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái ngắn ngủi lắm, anh để em chờ đến khi răng rụng tóc bạc rồi anh mới đến hay sao? Hạnh phúc của một đời người chỉ trông chờ người sẵn sàng hy sinh, chia sẻ và quan tâm. Sài Gòn đông đúc, thấy nhau thì dễ, nhưng được nhau là cả quá trình. À, ngoài kia bao la thế giới, anh đã mỏi chân chưa? Phải đi kiếm người chân thành. Thành phố Hồ Chí Minh tụ về nhiều người, sao đến lúc về đến phòng em lại thui tuổi một mình, anh có đang vậy không? Có biết em ước mơ một gia đình và những đứa trẻ hồi sinh nhật em năm 18 tuổi. Doraemon, cảm ơn anh đón thanh xuân cùng em. Anh và em cùng vượt qua, nhớ đến những ngày mình bắt đầu là ngày hôm nay. Yêu nhau, chia sẻ, quan tâm, lo lắng, bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Harry Trần, Ngọc Hà. Hay quá. Em cảm nhận như thế nào về món quà của cổ ngày hôm nay? Thấy món quà và một câu thơ rất là dễ thương. Hiện tại bây giờ em đang làm ở đâu? Làm cũng dạ, em làm tóc. Có thời gian nào được đi, mình như là đi đâu đó anh? Dạ, chỉ có rảnh buổi tối là 8 giờ, rồi 9 giờ em mới xong công việc. Ví dụ mình đi làm công ty, có thể là mình nghỉ được, có thể là thứ bảy nhật, ví dụ như nhật thì mình nghỉ được, còn mình làm cho mình làm tóc. Ngày mà còn khách thì mình sẽ còn. Thứ bảy chủ nhật càng đông hơn nữa. Nhưng mà rồi mình không có một tháng được nghỉ mấy ngày gì hết hả em? Dạ một tháng được, off một ngày. Ví dụ mà được thì mình sắp xếp dành cho nhau, có thể là mình đi tìm hiểu. Thì đó, sau khi cổ đi làm về thì em canh 8 giờ em tới em đón cổ ở tiệm rồi đi chơi. Cái dễ mà, cái chuyện gì dễ ẹp. Em có một phần là do công việc đó nên em không mới nhuộm tóc rồi. Chứ em tóc em dài mới cắt cái đại xô á, nhuộm tóc không riết. Không, cái này cũng không có, nó cũng hơi, nó không sao hết. Nó còn đựng kia vàng vàng với mà sợ tóc vàng với lợi xăm mình nữa, sợ lắm. Rồi bây giờ cho nó sung cái nè. Em có tài năng ca mà hát nhảy múa gì không? Hát chị. Rồi có hát rap gì được không? Rap luôn. Rồi chơi vô. Tình yêu như giấc chim bao, khi nào nó đến lúc nào cũng hay. Tình yêu như giữa ban ngày, phải mơ phải nắng đỏ đầy tấm thân. Yêu chi để giờ khổ đau, một ngày sẽ cắt nhớ nhau một đời. Yêu cho thân sắc cả giờ, không yêu như kẻ như đời mộng du. Biết yêu là nhớ nhau nhiều, mà sao tôi quán chút liệu vào yêu. Thấy mà như thương, cho nội đi nó đau buồn. Và cho nhau một tình yêu mơ. Yêu nhau đi em, với ngày tháng ta dần trôi. Vui lên đi em, thiên hành đó ta hành đội. Yêu nhau đi em, xin đừng đón bờ môi. Dù ngày lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Ồ.
Dù bằng giàu hay bằng đẹp, bạn duyên dáng bằng duyên, vũ lúc bạn vui hay bùng một sống anh ta chẳng đến hai. Dù bạn có là ai vẫn có không bên đây được, bạn với có hẹn hò. Bà con ơi ra đây mà xem, hẹn hò chúng tôi vui quá trời. Bên đàn trai là bên đàn gái, hai họ hẹn chúc mừng Năng Ly. Năng Ly vô. Rồi thôi bây giờ Năng Ly. À, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức bánh rồi uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại với hai bạn. Thường thường em của em đi, con có đi đầu trời không? Cũng có, thường buổi tối đi vòng vòng Sài Gòn. Vòng Sài Gòn. Xem phim đồ. Em đi với ai? Có khi đi với bạn. Anh có thể thường hay đi xem phim không? Nếu mà xem phim là xem phim ở nhà, anh đi làm về lúc buồn ấy, anh coi laptop á. Có mê phim bộ lắm. Nếu mà có bạn gái thì đưa bạn gái mình đi tham quan cái nào đó. Còn nếu một mình là ở nhà không đi đâu luôn. Nếu anh bán quán như vậy á, còn em làm thì anh nói anh bán quán lúc nào cũng có, muốn giờ nào cũng có giờ đó. Tại bán quán tự chủ á, hết đóng cửa đi. Còn như em làm cho người ta. Nếu mà em tự chủ thì em cũng như anh thôi, mà em làm cho người ta em đi không được. Em cũng muốn xác định là kiếm một người mình quen và không phải là một thời gian quá dài. Nhà bản thân là em rất thích em bé, muốn lập gia đình sớm, chứ mẹ em cũng chưa hối thúc gì, nhưng mà tại vì em muốn. Anh cũng muốn lâu giờ cũng muốn sớm lắm, mà mợ sợ bên em thôi. Nếu mà ok giờ nào anh cưới gì đó chung vậy. Bây giờ anh cho quyết định, em cũng đâu có muốn đâu. Em tự quyết định, nắm được cưới sớm vậy sẽ lên sớm. Bây giờ anh nói sớm cũng không được, nó trễ là do bên em đồng ý là sẽ đến rồi. Có mối quan hệ mà không có phải là dạng như dê sò biến thái đó được. Thì qua một hôn nhân thì em sẽ đồng ý hết. Còn trước khi quen thì em muốn là đàng hoàng, có một cái suy nghĩ trong sáng đó. Một khi nó lên tới đây rồi, lúc nào cũng có một cái trường hợp lịch sự lúc đó, đúng rồi. Còn nếu mà em quen ở ngoài thì không khẳng định, anh không biết cái đó. Nên còn nếu mà lên tới đây rồi là em khỏi lo chuyện đó đi. Mình sẽ tôn trọng bạn gái mình. Dạ. Sẽ đến ngày đó thôi. Mình muốn làm gì, ví dụ đi. Anh muốn hôn em thôi, nói em ơi, anh xin em, ví dụ cảm thấy ok. Dạ. Rồi. Chứ không có động tay động chân hoặc cái gì đó, ví dụ đó mình sẽ. Dạ. Mình sẽ tôn trọng với nhau là mình sẽ đi đến. À. Tại vì em quen ở ngoài thì nhiều người như vậy á, nên em không quen, nên em tin tưởng chương trình á, em đăng ký. Vậy anh có ngại thì nếu mà ở chung vậy đó, mẹ em ra riêng, em với mẹ em ra riêng ở chung với anh. Tại vì mẹ em chỉ có một mình em thôi. Vậy sao mẹ em ở nhà sống ở không được, là qua anh sống hiểu? Là em ở bên ngoại mà ba mẹ em ly dị, mẹ em sanh em có một mình thôi. Còn cô dì chú bác ở nhà rất là nhiều. Ví dụ muốn đi thì gia viên ở đúng không? Gia viên là qua nhà anh ở đúng không? À. Được không? Sao trả lời? Dạ, nó được mà. Có mạnh cái câu đó vậy, hiểu ý cô nói không? Dạ, có sao đâu. Có nghĩa là thì nói chung bây giờ qua nhà em ở, hiểu, sao hiểu. Có mẹ theo luôn. Bây giờ anh đâu còn mẹ đâu, nếu có mẹ em xem mẹ giục của anh đó. Thôi. Đó, chứ giờ mẹ đâu còn đâu, tình cảm đâu còn ai đâu. Có đi đâu chơi đóng qua hỏi cần đóng cửa tiệm, mẹ coi giùm, cháu coi giùm luôn. Sướng quá trời. Được không? Ok. Được, tôi gả luôn nè. Rồi gả luôn đi. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Coi yêu cầu của chương trình hiện cho nó vui. Đọc lớn lên đi em. Gọi tên ba điểm chung và ba điểm riêng giữa bạn và đối phương. Dạ, em thấy chung trước đi nè. Ngoại hình thì em bạn ấy hợp với lại như em mong muốn, làm tròn. Rồi. Công việc thì anh có công việc ổn định. Tính tình ảnh vui vẻ, hài hước. Mà em cũng thích như vậy. Rồi, thì còn những điểm nào mà chưa có đồng quan điểm? Thì thứ nhất là tóc. Em chưa thấy, tại vì ảnh hơi hói một xíu. Trong khi đây tạo mẫu tóc mà bên đây tóc hơi hói, không biết tạo mẫu gì luôn phải không? Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là rồi cứ thẳng thắn đi, nghĩ sao nó vậy đúng không em? Mặt buồn so vậy. Cái nào xấu rồi lại mặt nó vậy đó, mặt nó không được vậy đó, nó bị không có vợ là vậy đó. Rồi tiếp. Kể về tình yêu của ảnh mà bị lừa dối như vậy á, em chưa có đồng quan điểm là em ít khi nào bị lừa dối, tại vì em không chưa xác định á, thì em sẽ nói chung mà anh không cẩn trọng lắm trong cái tình cảm đúng không? Rồi. Cái thứ ba là liếc mặt thì rất là buồn, tại vì em thích một người vui hài hước đó.
nhưng mà ảnh mở miệng ra là em lại thấy vui. À mà ảnh im ngậm miệng là thấy mặt buồn hơn buồn so. Dạ. Đó là cái tại vì mình phải nói hoài. Tại vì cái khuôn mặt này nó vậy á, mà thật sự là cái tánh tình nó tuổi lớn vậy, thật sự là tuổi nó phải nói như nít vậy, nó ngộ lắm, tánh kỳ vậy. Tại vì cố ít đi tiếp xúc với người đường, nãy là cái nãy có nói vậy, không nhậu không có chơi với ai, bạn trai nó không thể chơi với mình được. Nó nói này không biết nhậu không có chơi nó, cà phê không uống không có chơi nó luôn, chỉ có nước trà có thuốc không hả, bánh trái trái cây không ăn luôn, nhẹ thì khoái lắm, mê lắm vậy thôi. Còn ngoài ra là không có chơi gì hết rồi, móc cây với vợ thôi đúng không? Dạ. Người không có ai hoàn hảo đâu, được cái này sẽ mất cái khác. Rồi, mời em đọc lớn lên coi yêu cầu gì trọng. Bạn mong muốn người yêu mình là người chăm lo cho gia đình hay sự nghiệp nhiều hơn? Em muốn bạn gái mình làm lo cho một cái gia đình và lo cuộc sống. Cái này hỏi em vẫn lo cho được, không cần bạn gái lo, em chỉ vẫn lo cho bạn gái mình ok hết. Chỉ cần bạn gái mình ở nhà nấu cơm, ăn uống này, nấu cơm cho anh ăn thôi. Và gia không có làm gì hết, công việc mất thứ không có làm gì hết. Chỉ là... Rồi trong nhà thiếu đâu phải chuyện nấu cơm không? Bây giờ ở nhà giặt, ở nhà giũ, quét, dọn, giờ... lau, chùi, giặt đồ được nhiều lắm. Cả ngày em có phụ không? Không lẽ bắt mình vợ ở nhà làm hết? Nếu mà công việc mà có việc làm ở nhà thì bắt buộc hay vợ, bắt buộc hay vợ hay giặt. Còn nếu mà ở nhà không thì anh sẽ phụ. Còn những ngày nào mà em đi làm hay đồ đạc để nhà thì anh sẽ làm hết. Anh biết nấu ăn được nè, giặt đồ được nè, làm việc trong việc nhà được nè. Bây giờ em không làm, anh giờ anh độc thân, bây giờ anh cũng chẳng là không làm ai làm. Giờ gia đình chết hết ai làm? Lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, nấu ăn anh tự làm không? Dạ. Cũng mới ăn cũng bị gạt. Ăn với dịch thôi gần là tự làm dịch thôi gần hết 40 triệu đó. Ủa nhắc hoài, giữ hoài bị gạt tức quá mà. Cái 40 triệu tức không đứt mà hãy nhớ hoài chứ sao? Nhớ thì sao, phải cẩn thận nha. Mọi buồn vui thì của anh thì sẽ quên đi. Bắt đầu em sẽ có một cuộc sống mới ha. Cuộc sống mới với em. Giờ đến với cái chương trình ngày hôm nay, giờ em nhìn thẳng mặt cô này, nãy giờ chị thấy em không có nhìn thẳng vô mặt người ta nè. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Có nhìn lén không á trời. Nhìn thẳng luôn, mình là đàng hoàng nghiêm túc, mình nhìn thẳng luôn nè. Em lớn hơn nè, tỏ tình hay là em muốn một cái gì đó khẳng định hoặc một cái hứa hẹn một cái gì đó sau khi kết thúc chương trình này. Chương trình thì nếu mình cảm thấy được ok mình sẽ bấm, mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Đó, chỉ có vậy thôi, giờ cũng không biết nói gì hơn đâu. Thật sự mọi con người không có ai là hoàn hảo hết. Có thể là trong mắt của em người này chưa đạt tiêu chuẩn của em, hay là trong mắt của em có thể anh này có những cái em chưa thích. Ví dụ vậy, giống như em nói là tóc ảnh hơi hói hay là mặt ảnh hơi buồn. Ví dụ có thể trong mắt em sẽ nhìn thấy cô này tóc thì nhuộm hay là người hơi mập so với là em mong muốn là người ốm. Ví dụ vậy, dạ. Đó là những cái về ngoại hình. Nhưng mà quan trọng cái cốt lõi ở đây, chúng ta không phải tìm một cái người để mà quen, để mà đi với nhau cho nó đẹp, không phải vậy. Mà chúng ta cần những người cùng chia sẻ những cái buồn vui, những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta thật sự có sự rung động, thật sự thấy đây là một cơ hội, chúng ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không, người này tôi không có thể nào tôi lấy được, không thể nào này kia, thì mình không bấm, bấm mất cái duyên của người khác. Hiểu không? Hiểu chưa? Trời ơi, ông tươi lên giùm tôi cái coi, hiểu không? Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sau một hồi tư vấn của các tường, hai tiếng bấm nút rất đồng điệu. Bây giờ cái này tươi lên chút nè. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu chúng ta gặp mặt tại chương trình. Dạ. Xin phép bạn gái nè. Rồi hôn xong cũng buồn nữa. Hôn xong tươi lên. Gửi tặng em gái một món quà làm đẹp của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn nha. Dạ, em cảm ơn. Tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của chương trình để đi xem phim cùng nhau, nắm tay nhau thật chặt, không có bao giờ buông tay ra. Có tin vui báo cho Tường biết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 12 giờ thứ tư, 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chàng trai của chương trình bước lên sân khấu. Đàn trai đã đủ rồi, thì đàn gái còn thiếu gì nữa? Mời hai cô gái của nhà mình nè. Tường
ơi, ở bên đây có hai bông hoa đang đua sắc rất là rực rỡ nha chị Tường. Bên đây có hai chàng trai đang đi ngắm hoa và chuẩn bị chực chờ hái hoa bắt hương. Ồ, cái gì căng quá vậy? Trước tiên, chúng ta hãy giới thiệu những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào hai bạn nữ ở bên kia. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Đạt. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng, kinh doanh và cũng làm diễn viên. Kinh doanh cái gì cưng? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về mặt hàng đĩa game. Đĩa game? Và làm máy chơi game. Là mình làm chủ hả cưng? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ cho cô gái áo đỏ nè. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến các anh ekip, khán giả và hai anh bên kia. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1997 và hiện tại nghề nghiệp của em là đang là ca sĩ cover tự do. Thế hôm nay em đi tham gia chương trình là em đi với ai vậy My? Dạ em đi với em trai của em ạ. Em trai, à, đó. Okay. Anh nhìn là... Ôi, đó, thấy nhìn em trai đẹp trai là biết bà chị đẹp gái cỡ nào rồi nha. Dạ, Tiên, dạ. Em đi với ai Tiên? Dạ em cũng đi với em trai nhưng mà là em họ. Được ha. Dạ. Rồi bây giờ chàng trai ngồi ở ghế màu xanh, hãy dạ. giới thiệu đi em. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào tới chị Cát Tường cũng như là anh Hứa Minh Đạt ạ. Và hai bạn nữ bên kia. Em là Thành Nguyên. Thì hiện tại em là nhân viên văn phòng thuộc mạng kinh doanh ạ. Thì năm nay em 25 tuổi. Đến tham gia chương trình với ai cưng? Dạ em đến chương trình với anh đồng nghiệp ạ. Rồi chào đồng bạn nghiệp. Được. Sao nè, cô bé rất là cá tính. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba bạn cùng chơi và các tất cả các khán giả. Em tên là Quỳnh Trang, em sinh năm 98 và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng. Thiệt, bên đây rất là cá tính. Tiếp xúc lần đầu tiên em tiếp xúc với một cô gái mà có cá tính mạnh như vậy á. Gì vậy, hít thở đi em. Em cũng hơi bị ngợp á Tường. Hít thở. À, bên kia cũng hít thở đi nha. Hôm nay cô đi đến tham gia chương trình với ai? À, em đi với ai? Dạ, em đi với em gái em. Đó, một cô bé cũng rất cá tính luôn á nha. Theo như lời miêu tả của anh Hứa Minh Đạt là rất là cá tính hả? Cá tính mạnh rất là ghê gớm. Cho nên chị muốn hỏi em trước, thế thì cá tính của em là cái gì? Khúc này là em phải đía đía liền. Ngon à. Không biết là bên kia bạn có đam mê mô tô không ạ? Bởi vì em thấy là một người phụ nữ thì họ sẽ đam mê mô tô, một chút cá tính đó. Thì em thích một người có sở thích chung, sở thích với em. Nếu mà em có tiền thì em nghĩ em vẫn sẽ mua mô tô chứ em không mua ô tô. Vậy là hiểu rồi ha. Dạ. Hay cá tính chưa? Chưa. Mình thích mô tô. Thì điểm mạnh của em á, mọi thứ em có thể làm được. Về cái nhược điểm em thì em hát hơi dở. Về sức khỏe, về tập gym, hoặc là thể thao, nấu ăn, việc nhà. Mình có cái tật xấu gì không? Em hay chọc mấy bạn trêu lắm, quá nhây. Nên nhiều khi mấy bạn cũng khó khơi quạo với em. Đây là Trang, nãy giờ nghe không? Dạ. Thì em ấy... khoe sở trường của mình đi nè. Thì em biết chụp ảnh. Chụp ảnh? Em cũng biết nấu ăn. Em cũng hay tự lập. Em cũng hay tự lập. Là đôi khi em tự lập và đôi khi em yếu đuối hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em tự lập thì lúc có lúc không. Tức là em sẽ không làm được việc nhiều việc một mình. Nhưng mà nhiều việc thì em vẫn làm được một mình. Ví dụ như cái gì là em làm được một mình và cái gì thì em không làm được một mình? Dạ ví dụ những việc cá nhân của em, sinh hoạt cá nhân thì em làm được một mình. Còn những việc như ví dụ như là giải trí đi hay là đi du lịch đi thì bình thường mọi người sẽ đi một mình hay gì đó. Nhưng mà em không bao giờ đi được một mình. Em cảm thấy cô đơn. Vậy là em đã biết được là bây giờ cặp bồ không thể nào một mình được. Sao nói chuyện nó quê chất vậy? Thì bởi vậy cá tính mà chị. Vậy đôi khi là cá tính hả? Người ta nói chuyện như vậy để cho đối phương người ta hiểu như thế nào đó. Người ta bắt nhịp chứ chị. Còn điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi cục xúc. Cục xúc là giống như cục xúc xích không? Hay là cục xúc sắc? Khi mà lời nói ra nó hơi bị cục á. Giống như là em cọc tính, em ăn nói bộc trực. Em không cọc tính lắm. Không có phải, ông này không có hiểu, để tôi giải thích nè. Cục xúc có nghĩa là người miền Trung người ta nói giống như là cục giác hòn á. Ủa chưa nghe từ đó luôn hả? Có nghĩa là nói cái gì nó cục cục ngắn ngắn, nó không có văn chương, nó không có hoa mỹ. Nó cục lủng gì? Nó cục lủng đó, gọi là cục xúc. Dạ, là đúng vậy rồi đó. Wow, cá tính ha, đẹp gái dễ thương ha. Thiệt mà. Đáng lẽ chưa qua coi cho bà, tại vì giải thích rồi thẳng sẵn coi luôn. Ấn tượng á, cá tính á. Được. Sẵn chị đĩa đây luôn coi. Điều. Đó. Hello em. Wow, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn gì? Chị phải tết kỹ hai chàng trai bên đây mới được. Thấy bên nhà trai cũng ổn quá ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì
em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó, chị biết không? Là bị kỹ quá à, em. Cấp độ mấy, cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hả chị? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi trễ quá vậy, rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu, hao tốn em phải lượt. Đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè, nói về sở trường sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn cũng, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng em nha. Cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn. Trời ơi em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị, ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi. Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình. Nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được một năm. Yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn là không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. À, rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè, giờ em nói giọng dạc lên. Tôi có nhiều cuộc tình rồi nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê. Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại 2 mối tình kia quen được 1 tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Bây giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Nguyên thì sao? Em chạy qua 2 mối tình rồi. Tình đầu của em năm 18 tuổi, 3 năm. 3 năm. Nhưng mà mối tình đầu tiên thì có công khai. Và mối tình thứ hai thì em không công khai. Tại sao không công khai? Nhất là em quen một bạn đó lớn tuổi hơn em, 2 tuổi. Ủa lớn 2 tuổi rồi sợ không công khai? Và bạn đó có đã có gia đình. Đã có gia đình là lúc quen em là đang có gia đình luôn. Bạn đó ly dị rồi chị. Và có một người con rồi. Và đó là lý do em không công khai. Ý là bạn nó không muốn công khai. Bởi vì nhất là hai người em với bạn nó chỉ là mất tìm hiểu nhau. Trên tình bạn dưới tình yêu, không dạ, phải tình rồi. Thù. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên. Thì em bởi vì hai bạn đó bằng tuổi nhau và mọi thứ đều tương đồng nhau. Ủa vậy là cái mối tình đầu của em cũng lớn hơn em 2 tuổi luôn? Dạ đúng rồi. Oh. Có những cái khoảng thời gian như là những cái hành động y đúc nhau. Thì em hay nhắc đến người yêu cũ. Cái cô ta giận. Hay nhắc tới người yêu cũ. Dạ đúng rồi. Chưa có kinh nghiệm nên bạn nó giận. Bởi nhất là mối tình đầu tiên của em á chị, thì bạn nó cho em rất là nhiều thứ, dạy cho em biết cái nào là yêu. Nhưng mà cổ quên dạy cho em là đừng bao giờ nhắc cái người phụ nữ này trước mặt người phụ nữ kia. Dạ đúng rồi. Bữa nay chị dạy luôn nhớ nha. Chuyện tình yêu em sao? Em cũng có 3 mối tình. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạc ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạc nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời ơi. Cô làm tôi choáng nha. Trời. Cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng không? Ủa mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm rồi. Tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Không. Thì để hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? 1 năm. Nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á. Em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba. Là cũng gần đây. Nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả?
Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Sao Nguyên, Nguyên nãy giờ em nghe ba mối tình của cổ, em có cảm xúc như thế nào Nguyên? Em cũng hơi hoang mang. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây, điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ, thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em, thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt. Em làm cùng phòng kinh doanh với bạn Nguyên. Thì em thấy hai bạn nữ hôm nay cũng dễ thương, bạn nào cũng có cái cá tính riêng hết. Nếu cảm thấy hợp thì có thể cho nhau cơ hội. Theo gì em khuyên bạn Nguyên là chọn bạn dạ, nào? Dạ theo em như bạn Nguyên á, thì em chọn bạn ghế màu xanh. Chọn bạn ghế màu xanh? Dạ chứ bạn Nguyên với bạn ghế màu đỏ em thấy không hợp lắm. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Rồi mời em gái còn lại. Dạ em xin gửi lời chào tới anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường, ba người chơi và khán giả ở trường quay ạ. Nãy giờ mọi người nghe là chị em kiểu rất là cá tính. Với chị em thì thực ra là vẫn là một người con gái cần được bảo vệ, yêu thương rất là ngọt ngào. Nên là em hy vọng là ở chương trình chị sẽ tìm được một người phù hợp. Em nghĩ là ai sẽ phù hợp với chị của em? Dạ, nếu mà dựa trên quan điểm của em thì em nghĩ là anh ghế xanh. Tiên thích mẫu người, bạn gái thế nào? Để anh đứng đây anh coi nè. Dạ, em thì em thích gái nhìn sạch sẽ. Có nha, người ta sạch sẽ nha. Tóc dài thì càng tốt, tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng. Có nha, nhưng mà người ta quấn lên nha. Kiệm lời một chút. Mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa, người ta thí dụ như đi hát ra mặt hay là loài cái ngực chút gì, người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng hay chỗ này. Ca sĩ mà, dạ em phải thông cảm cho người ta. Ví dụ như bạn ấy hát trong, em đó mãi. Ok, em khoác cho mãi một cái áo chỉnh chu, lái xe chở đi ăn, đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu. Vậy là cũng anh ấy cũng có gãn. Em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không? My à, em đừng nói gì hết, em hãy hát đi. Em đứng ở vị trí nè, gần hơn nè, đó. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biến đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Vậy em hát nữa đi nè. Em hát nữa nè. Hát bài nữa đi nè. Bao ngày em ngóng trông, đã bao đêm dài lòng em ngóng trông. Ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây. Bao lời em hát lên, trái tim em dành trao đến anh. Người yêu ơi, em yêu riêng mình anh thôi. Hai cô gái đều có một giọng hát thiệt, nó quyến rũ quá Tường ơi. Thở đi hai đứa, thở.
Mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè? Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Theo em là tử tế là như thế nào? Hoặc là tử tế cái... Khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự tốt một xíu. Nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á. Nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi, mà quay qua với người xung quanh trớt quớt là không có. Ta nói chuyện rất kiệm lời. Gom hai chữ thôi, chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha. Được. Mà mẫu người lý tưởng tình đơn phương sao? Chỉ cần cao hơn em là được. Ừ. Em cao mét mấy? Em cao mét 53. Rồi, cao hơn em là được. Mét 53 rưỡi. Trong showbiz thì em thích cái hình tượng của chị Cano. Chị Cano. Chị Cano. Trời, là bà chị mà. Chị biết Cano không? Hả? Chị Cano là một cặp bài trùng với lại Quỳnh Lập á. Sao thích ngộ vậy? Đấy. Còn cái tiêu chuẩn gì khác không? Chứ bên đây không có Cano rồi đó. Không có Cano rồi. Còn cái gì khác nữa không? Thực ra thương em là được. Nói vậy thôi chứ cô bé cũng kén lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nghe vậy chứ không phải vậy đâu nha cơm. Nha. Cười tủm tỉm cái gì? Nãy giờ nghe rõ không? Dạ rồi. Mình cảm thấy mình thích người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ra sao? Tức là người dạng vậy, biết suy nghĩ về gia đình một tí đó là được rồi. Cái thời khắc quan trọng, trong mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp, rồi mình mới đưa ra quyết định. 2, 3 Mở cửa trái tim. Yeah. Cảm xúc như thế nào? Mời Tiên. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bạn áo trắng đầu tiên, tại vì bạn là ghế áo đỏ. Áo hồng cưng ơi. À áo hồng. Mắt cưng có vấn đề. Quá rồi màu. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ với lại ngay chiều trong tư tưởng của em thì em vẫn xác định rồi. Thì thấy bạn dễ thương. Ừ. Dạ. Nguyên. Dạ. Nhận xét cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Dạ. Mới đá lông nghèo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rộn ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay là còn hoang mang? Chưa chị, đang hoang mang lắm. Đang hoang mang? Dạ đúng rồi. Em đang hoang mang, chưa biết chọn ai luôn. Bây giờ tới đàn gái nè. Ấn tượng đầu tiên về bạn ghế đỏ thì nhìn bạn hơi rụt rè. Dạ, bạn ghế xanh thì em thấy nhìn bạn hiền. Hết rồi ạ. Xong, tới riêng cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Cười phá rồi. Bạn tí, để hỏi lại nè. Nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á, 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè? Thang điểm 11. 10 trên 11. Ngộ ha. Anh Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11. Mình thẳng thắn cục sút ngắn gọn đi em. Dạ 9 điểm. 9 điểm. 9. Cũng xích xào dữ ha. Xích xào á. Chủ động đi các em, cơ hội không có đến nhiều đâu. Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin. Em ăn cơm chưa? Cũng được. Sao giống cục xúc giống bên này? Bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử. Anh ơi, thấy có dĩa sushi. À, người ta rất là tinh tế. À. Có dĩa sushi. Mà hỏi ăn cơm chưa, sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi. Trả lời đi cưng. À, dạ chưa. Sao nữa? Chúc nữa ăn sushi nha. Sushi của người ta đem theo mà. Nhưng cái này đem tới là để cho anh ăn á. Đâu giờ đem luôn cho rồi đi. Anh ăn, mà anh ăn đi. Là cái này em chuẩn bị hả? Đúng rồi, em chuẩn bị á. Vậy anh ăn ít rồi để. Anh cảm ơn nha. Là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho? Thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn. Ai ăn thì ăn, ai ăn ăn đi. Rồi bây giờ tới em hỏi nè, mà giờ em hỏi anh ghế xanh này ghế đỏ nè. Em cũng không biết hỏi gì hết chưa. Nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em. Chủ động đi đàn ông trai. Trời. Em đợi, em nhận sushi em phải trả lại chứ. Dạ rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm, sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chớp quớt vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không, em anh gói lại cho em. À.
Rồi để đây. Rồi nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Thôi mệt quá dẹp hàng này. Em, văn phòng mình phải thể hiện đúng lắm. Nay mình có hai món quà tặng cho mỗi bạn một mà. Mẹ lên. Rồi, ôi, cảm ơn anh. Ôi. Chưa anh, chưa. Ôi. Ok, cảm ơn bạn. Nói gì đi. Nói xong rồi hả chị? Nói gì đâu. Kêu tặng người ta tặng quà cho em nè. Người ta tặng cho em cuốn sách nè. Là cái người này tặng không? Nè. Em lại em nói gì đi. Nói gì đi. Rùng quá không nói gì chị ạ. Không phải nói chứ. Phải nói chứ. Bây giờ là thẳng mặt nè. Chứ không nói gì nhiều hết đó. Anh mở một trang đi. Mở một trang đi. Đó là lời em muốn nói với anh. Mẹ nói con trai không phải trắng tay. Ít ra con còn có mặt để về nhà. Là sao em cũng hiểu chị ơi. Hôm nay em đến tham gia chương trình, em không bao giờ trắng tay. Ít ra hồi em vẫn về nhà gặp mẹ. Em còn có cái gì đó em hốt về nhà. Hiểu không? Cho mẹ nữa. Người ta hơi phong thủy một chút, có nghĩa là một cái sự đó cho cuốn sổ mở ra, trúng câu nào đọc câu đó là ý nghĩa của nó là như vậy. Đúng không em gái? Dạ, em xin lỗi. Cảm ơn em nha. Em xin lỗi cái gì? Em xin lỗi để làm anh ăn ta là bằng một tí. Ăn ta là bằng. Ăn ta là bằng là gì? Lại cục xúc. Thực ra đây là một cuốn sách rất là đáng yêu. Có một số cái câu mà làm cho mình có thêm động lực. Vậy hỏi em nè, lần này muốn yêu đơn phương hay là muốn tỏ tình trước, hay là muốn để người ta tỏ tình mình? Em muốn tìm hiểu từ hai phía. Em muốn ai là người chủ động? Cả hai. Hai đứa chủ động đi. Chị cho nắm tay coi. Đạt qua đây. Qua đây hả? Hai bạn nắm tay nhau rồi. Chủ động đi. Chờ chị chưa tìm hiểu, chưa tìm không, hiểu. Bây giờ là tay truyền cảm xúc. Cảm xúc phải có dòng điện. Mạnh mẽ lên em. Rồi, nhìn vô mắt. Nhìn vô mắt nói cảm xúc. Tay bạn hơi lạnh chị ơi. Lạnh. Nhìn bạn đi, 30 giây nhìn nhau rồi nói gì đó nói. Hỏi thăm. Thôi mình về chỗ đây tí, mình bấm nút sau nha. Ok. Bây giờ mình lãng mạn hơn nè. À, nhẹ nhàng romantic hơn hả chị? Romantic hơn nè. Một bên là diễn viên, một bên là ca sĩ nè. Anh ăn miếng này có tương ớt. Rồi sao nè, một cái sự tử tế. Cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn. Tại anh biết em thích tương ớt. Thấy chưa? Anh xúi vậy đó, để có gì hai đứa đau bụng chung. Người ta tự làm, bậy bạ. Rồi. Nắm tay. Anh để khoan, đợi nuốt là anh chưa nuốt mà. Thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai. Nghẹn sao chị? Trời nắm tay nhìn nhau ăn. Đúng rồi. Ăn xin xí. Nhìn nhau 30 giây đi, mình nói chuyện được. Nắm tay còn hơi vụng về ha. Em có cần có một người chở em đi hát không? Cần. Anh từng chạy Grab, anh biết đường giỏi lắm. Duyên dáng quá trời. Ví dụ như em hát về trễ mà mệt quá, em muốn có anh ngay lúc đó thì anh có xuất hiện ngay được không? Anh tin tiên nhưng mà anh không phải là tiên. Không xuất hiện ngay được đâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là chương trình đã chọn cho mình cái người phù hợp thì mình bấm cái nút với cái màu ghế của mình. Nếu mình cảm thấy là mình thích cái người ở cái ghế màu đối diện hơn, mình có quyền bấm cái màu của cái ghế đối diện. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy không rung động và không muốn bấm ai hết thì chúng ta có quyền không bấm nút. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5
4 3 2 và 1. Hết giờ. Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên, sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em ăn cơm chưa? Dạ, 10 điểm. Em cũng hơi hoang mang. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Nhà trai của tôi có bên cúp điện. Cúp điện. À, hai bên nhà trai và gái cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có một đôi thành công. Đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ. Yeah. Trước tiên nắm tay nhau. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại. Dạ. Tại sao em không quyết định bấm nút? À, bởi vì thứ nhất là em mến bạn đó nhưng mà chưa tình cảm nên là không muốn bấm nút. Nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè. Tôn trọng. Tôn trọng. Cái đó từ quá nghiêm túc mà, đâu có gì đâu cục xúc. Em trưởng thành rồi đó. Vậy thì em sẽ nói từ khác. Ừ. Được rồi. Được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Người ta đã rõ ràng như vậy rồi mà thiệt tình. Và bây giờ thì chúng ta quay lại với cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay. Nắm tay đi các bạn và hãy tặng nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta về chung một đội. Wow. Tiên, chủ động lên em. Anh Hùng nghe má em nha. Em chuẩn bị nha. Em chuẩn bị, ta báo rồi đó, tử tế lắm. Thôi nếu mà hồi hộp quá thì nhắm mắt lại đi. Lẹ lẹ đi anh. Dễ thương. Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho các bạn chiếc điện thoại Realme. Thiết kế ấn tượng, pin khủng, sạc nhanh. Xin gửi tặng cho hai em. Quá tuyệt vời. Hai người chúng ta không đến được với nhau thì cũng có phần thưởng, đó là một chiếc điện thoại luôn. Để mình có thể nhắn tin, để mà tìm đối tượng thích hợp hơn, đúng không? Hai này ta có điện thoại, ta nhắn tin cho nhau rồi, mình có điện thoại để tìm đối tượng. Và ngay bây giờ đó là những phần quà. Đây là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth Food dành tặng cho các bạn tham gia chương trình. Yeah, đây, đây gửi tặng em. Xin được gửi tặng phần quà của nhãn hàng bột giặt Choice 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Tặng mỗi bạn một combo bột giặt Choice. Đây, gửi tặng em nha. Và đây là phần đặc biệt nữa nha. Nếu hai bạn kết hôn với nhau thì sẽ được sử dụng 1 năm miễn phí bột giặt Choice. À. Kính thưa quý vị, và nếu như quý vị còn đang là một nửa độc thân, đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình thì hãy mạnh dạn nhanh tay đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay ngày hôm nay nha. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.